trường tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa. 2 giờ chiều ngày 8 tháng 2, nhiều phụ huynh học sinh đã có mặt tại trường để cùng với giáo viên dọn dẹp, vệ sinh trường và lớp học nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ khi quay trở lại trường. Sau hơn 8 tháng vắng bóng học sinh, các phòng học đã phủ đầy bụi, cần dọn thật sạch sẽ. Nếu chỉ dùng giẻ lau thì không thể sạch được. Vì vậy, các phụ huynh đã phải kéo ống nước đến tận lớp để xịt rửa, quét dọn toàn bộ phòng học, các kệ sách, tủ đựng đồ và bàn ghế. Cả cửa chính và các cửa sổ cũng được rửa sạch sẽ. Bàn ghế sau khi xịt rửa cũng được lau chùi cẩn thận trước khi đưa vào phòng học. Con cái chúng tôi đã được nghỉ một thời gian quá dài, cho nên là theo chỉ thị mới bây giờ là Ủy ban tỉnh chúng ta đã cho học sinh học trở lại vào ngày 14 tháng 2. Thì bản thân chúng tôi là phụ huynh rất là vui mừng, cho nên là cũng phụ huynh chúng tôi cũng góp một ít sức để là lên chung tay là dọn dẹp tổng vệ sinh trường lớp của chúng ta để đảm bảo cái môi trường và cái an toàn của cái mùa dịch này cho các con em chúng ta. Một số lớp được phụ huynh hỗ trợ máy xịt rửa xe nên việc vệ sinh lớp học đỡ vất vả hơn. Dù vậy, các giáo viên và phụ huynh vẫn phải tháo rèm cửa, dọn dẹp, cất đặt cẩn thận sách vở, đồ dùng học tập và các trang thiết bị khác trước khi xịt rửa phòng học và bàn ghế. Mỗi người mỗi việc, trong khi rèm cửa được phụ huynh khác đem đi giặt, thì những người còn lại sẽ lo phần trong lớp học và ngoài hành lang. Sau khi đã lau dọn sạch sẽ, rèm cửa giặt xong cũng được treo lên cẩn thận. Tất cả giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Ninh, như ban giám hiệu thì mong muốn là sau khi mấy em tới trường được ở một cái môi trường sạch sẽ và các em có một cái khởi đầu thật là an toàn và phụ huynh cũng yên tâm khi gửi con mình vào cái môi trường của trường tiểu học Nguyễn Ninh. Sau thời gian học online kéo dài, đây đã là thời điểm thích hợp và cần thiết để học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Hiện nay, công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh đang là ưu tiên số 1 của tất cả các trường. Việc dạy và học chỉ có thể thực hiện tốt khi công tác phòng chống dịch được đảm bảo. Vì vậy, các trường sẽ tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho trường lớp trong nhiều ngày, từ nay đến trước 14 tháng 2. Nhà trường chúng tôi cũng chuẩn bị cái công tác chuyên môn, công tác ổn định, đặc biệt là công tác ổn định về tâm lý cho các em học sinh sau một quá trình thời gian dài mà các em học online ở nhà, đặc biệt là đối với học sinh khối lớp 1 và khối lớp 2. Tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành cái chương trình phổ thông trong năm học này. Học sinh quay trở lại trường là niềm mong đợi của tất cả giáo viên. Cùng với đó, các trường học và đội ngũ giáo viên sẽ gặp không ít áp lực khi vừa phải đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, vừa dạy bài mới. Sự chung tay, giúp sức, chia sẻ của phụ huynh trong thời điểm này sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin để các thầy cô giáo vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, phấn đấu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.